Sáng nay 26 tháng 2, huấn luyện viên Philippe Chuzier đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Cùng đi với nhà cầm quân người Pháp là trợ lý Moulay. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã hỗ trợ huấn luyện viên Chuzier và trợ lý Moulay làm nhanh thủ tục nhập cảnh. Ông Dương Nghiệp Khôi và phó tổng thư ký Nguyễn Thanh Hà đã đại diện cho VFF đón huấn luyện viên Chuzier tại sân bay Nội Bài. Tân thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam chia sẻ: "Thật vui mừng khi trở lại Việt Nam, một đất nước mà tôi đã có 2 năm gắn bó. Những gì tôi cảm nhận thật thân quen từ văn hóa, con người nơi đây. Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi được tiếp quản vị trí huấn luyện trưởng đội tuyển Việt Nam. Tôi sẵn sàng cho các nhiệm vụ mới. Việc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, một đội tuyển có triển vọng, khiến tôi cảm thấy có động lực và hào hức. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm với tôi. Trong quá khứ, huấn luyện viên Chu Jie từng làm giáo đốc kỹ thuật cho PVF kiêm huấn luyện trưởng đội tuyển U19 Việt Nam. Nhà cầm quân người Pháp cũng dẫn dắt nhiều đội bóng và câu lạc bộ khác trên thế giới. Đặc biệt, ông đã giúp đội tuyển Nhật Bản lọt vào tới vòng 16 đội vòng chung kết World Cup 2022. Bản hợp đồng giữa huấn luyện viên Chuzier và VFF có thời hạn từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 cho đến 31 tháng 7 năm 2026. VFF sẽ tổ chức lễ ký hợp đồng và ra mắt tân huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam vào sáng mai 27 tháng 2.